mình cái mỡ của mình nó hay cục cục nó sụp ha, thì bây giờ cái mỡ này nó mất luôn. Ủ tê cho mình hoàn toàn không cắt da thịt gì của mình hết nha quý vị, hoàn toàn làm bằng máy móc, mà máy móc của Mỹ. Có biết cái dòng chó mặt xệ không? Đó, cái con chó mặt xệ là tôi mắc đó, là cái dòng mặt tu viên cho chí tài. Tình trước và sau điều trị cho cả nhà. Còn gì hết đó, quá dữ. Đây là bác sĩ thai, một trong những người đã chăm sóc bảo vệ. Với một bác sĩ quốc tế, máy móc thiết bị là vô cùng quan trọng trong điều trị. Chúng tôi sẽ từ chối nếu các công nghệ đó không phải là chính hãng, không được công nhận bởi FDA hay CE công nhận.